cung thì con bay đau. Cung thỉnh mời Phật Thánh Lai Đạo đàn ơn duyên, dâng lên đăng trà quả thức dâng lên lòng tin con bái đạo chư tiên cửu chung. Thông dung tiếp ngày lành tiệc mở thông dung mời tam tòa tiên thánh công đồng mộng lai giang đàn ơn duyên. Đệ nhất thiên thiên cung thỉnh mời đệ nhất thiên thiên thánh vân công chúa thượng thiên gia tự về. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, độ hương xa nhiệt Phật rơi mong ngân chư Phật hài hồi thất sao văn kỳ sứ kết tường vân thành nghi hương vân chư Phật điệp toàn thân. Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ba Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ba Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ba Tát. Xe đoàn thanh giá hồi cung, đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời, đệ nhị địa tiên huyệt sơn giá ngự trong đền thờ sông sơn. Trên đàn hai nhạc lỗ nhiệt bình hương gia du từ mẫu lượng vô hương hòa nổi đắp thanh lương trí tập kim cương nhất chú biến thập phương. Nam mô Nhang Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Nhang Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Nhang Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Sẽ đoàn thanh giá hồi cung, thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời, thanh mẫu đệ tam ngọc hồ thần nữ ngự đền thủy cung. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dân kinh sắc tương hòa đằng trang nghiêm vô thanh tuần nào hiện ngũ Di Đà hân lúc trường thanh tứ đại đại quảng trung hoa Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi con đường. Nam mô A Di Đà Phật. Sa loan thanh gia hồi cung, con lệnh truyền ra đức ông nhà Trần ngài, con lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là chư dịch. Nào Phạm Nam Thành Ngô Binh, Nào Phạm Mê Nam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành, tung hoành mọi nơi. Ngài Man Di uy nghi cung phụng linh nhân, trông nghe loa đồng mô đức nghi tôn thân đường minh quân hạ tấu đương thần nhất đường chi thì long vân tạo phục. Thank you.
đà bút kê khai, triệt nhãn đà bút kê khai, cảm phiền chư thương đau lai bổ trì, đà sai binh bổ binh kỳ, thiên binh bản mã hằng ngàn kéo xa, lệnh triệt nhất đội bàn cơ, sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên đức ông tâu đôi, chép biên rõ ràng thế cho thì vị chàng sinh. Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, bốn mùa tài lộc bao la, cung nghênh đình thần tam cung cộng đồng cung thỉnh đức đại vương hội đồng các quan trung ương thiên gia tạo hòa
quân kéo ý đi. Đường đường chính chính cứ đội nào nghiêm chỉnh trước sau. Quân phiền quân bộ đua nhau thành ra hồi cung. Đệ nhị đại hoàng tô vương cô, đệ nhị đại hoàng tương thân cát nhật sẽ loạn tự đồng. Miêu thiên thanh cô thường khấn vai ngâm mi lòng ngỡ trời lại ai lòng dần chiêm bao phút thấy mộng thần sao xa đổi vị phu nhân ý mơ mà bắt nước cười chầu đệ tử con dâng dâng bát nước cây trầu cúi xin vương cô đệ nhị cô ngự đồng chân lễ đàn duyên chiến nhan đã bút kê khai tạm biệt chư thương đạo nay đổ chi đã sai bình bộ binh kỳ tiên binh bàn ma hàng ngàn kéo xa lệnh triền nhất đội bàn cơ thần khai quang dòng nhan đập cờ diều cô về chứng đàn diên ngã tích tang cung giang kim phúc hoàng đần cẩn phật thánh chúa thiên trung vương. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên vương cô tâu đối chép biên tỏ tường về cho gia chủ bình an. Cửa nhà khăng khai phúc lai hàng từ tấu bên quốc mẫu đinh từ thank you.
ngập lòng trời. Lại ai lòng dân chiêm bao phút thấy bóng thần sao xa đổi vị phu nhân mơ trên tòa vàng công ơn Phật thanh dưới linh từ phụng sự cô đôi cô tôi linh thiên hạ được nhờ quyền cố cai quản ấm binh nhà trời ra hồi lập trình hướng đông người đền thờ cậu bé chân chiều lập trình hướng đông từ đền trống xuống con sông lục đầu tháng tám tiếp cha tục truyền tháng tám tiệc trai tháng ba tiệc mẫu gần xa đi nức lòng kê khai chiếm nhãn đà bút kê khai cảm phiền chư tướng đạo nay tổ trì đà sai bình bồ binh kỳ thiên binh bàn ma hàng ngàn kéo ta lệnh diện nhất đội bàn cơ sơ điệp dâng lên kim ngân sơ đích dâng lên cậu về tâu đôi chép biên rõ ràng về cho thủ bình an cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường đồ cho giúp bách đôi đường
dương độ cho dung manh đôi đường, đưa nhà khăng khai lộc tài để ra bốn mùa xuân hạ thu đông. Thao ơi, đã thua tan.
thánh cậu cửa suốt đi. Anh đình muôn đời. Giữ cho tròn kiếp mi xin được lấy thượng quy hội nơi xa. Kiệu vàng đón rước nghi tiện đưa qua miền kiếp bạc nghi vào chùa Côn Sơn thành ra hồi cung tam quang chiều bao là dây vầng nguyệt soi trói lọi tam thiên đền thờ phong nguyệt vô biên đêm thơ phóng nguyệt vô biên gió thu dịu giật chuông thiền nhật hoa trịnh niệm đan nhớ xưa tích cũ chốn Lạc Châu thì đủ sơn tinh đồng cuồng công chúa giáng linh ý phúc lành quyền cao đêm xa vì màn trao dưới trướng chúa giang trần thoáng thoáng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương
dương liều nhân như vẻ nào mà chẳng trai lời. Hôm nay về vui bàn đèn đây.
trong cung tuần quát bao đạp chừng đây chúa mừng trường mạn sơn tình cùng là công chúa anh linh cát độc tài chứng ấy họp đề đã tháng ngày bán cho tiên cột lụa dày ông đọc cho lắm về đây càng nhiều bán cho tài nhật sang nhiều ông đọc cho nhiều năm ngoái năm xưa anh đông còn phía sơn phục thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14 Nam có ngàn đồng nghi lộ
là nơi sở tại. Thấy một người khí khái khôn ngoan, một phó cho phụng sự khói nhang. Nhiều hoa chưa bà đốt đuốc.
sương chiều đổ mây nặng chiếu lưng đèo đi à. Đổ mây nặng chiếu lưng đèo, lắm chân này xảo đi qua đèo sớm mai, sao quay tuổi ngọc bên mình. Là nơi quê
Bắc Giang núi đồi yên thế có tiên chú Nguyệt nổi tiếng anh linh hạch danh chúa bói Nguyệt nổ Bắc Giang có đền chúa Nguyệt lấy lừng trời nắng hỏi ra lôi vào mỏ than có dây phong lan bốn mùa xanh tốt vẫn bốn mùa cầu lộc cầu bình an ngọc lan xanh tốt muôn màu ý.
làm phúc cứu dân. Tiên sinh ban phép đặt tên huyện Hồ Tiên Đường về tới kinh đô. Đời
đời giàu sang. Chưa mới về đây mua là về đây mua ca trên sơn trang tối linh hài hoa vào trời khắp nơi chín mảnh níu lô chào mừng các tiếng ca vang. Tin Chúa đời đời việc con không dám tương sai nhất tâm một lòng hiếu chung bàn đến vui hát ca đón Chúa về ngự vui. Trời là trời xuân sang chim én bay dập trời hòa trong nắng mai dốc cao sườn đồi ngàn con suối reo vui hòa trong tiếng ca hòa mình trong nắng mai hát khúc ca mùa xuân. Được thầy thì cống thiên sinh một đời làm phúc cứu dân. Năm yếu rõ ràng ngũ phương bàn cảnh Chúa Bà Nguyệt Hoa. Thank you.
chơi khắp cả bốn năm phương lại chưa gọi phú xe trả cho tiền giấy biết chúa bà tay lạy miệng ban chúa thương những cảnh khơ cơm làm trà vàng bằng mai bằng lứa
hoa nở núi đồi. Nước thuận một dòng cầu lên ước được cho anh nghĩ em thuận hòa. Nón sông ao gần hai cường vào chơi khắp hết bốn năm thương lại vì chúa đi xe trả tiền bằng giấy. Nón tiên níu quanh bốn bề chưa tiên giáng thế lập nghề
bòi then Pi Long ơi, Pi Long ơi. Áo tràm đen nằm bạc mộng mới sơn trướng ngự thạch bàn tay cầm tinh tẩu hát vang núi rừng Pi Long ơi, ơi, ơi Pi Long ơi. Tu tiên khí dùng công pháp chỉ man man cầm thú đeo thì phùng công Pi Long ơi, ơi, ơi Pi Long ơi. Miền sơn động tay đàn miệng hát đi khi âm dương khúc nhạc điệu then danh thơm lừng lẫy lưu truyền tiếng đồn vang khắp trong miền làng sơn Pi Long ơi, 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 ơi Pi Long ơi. Tuy ngàn thuở xưa Pi Long ơi, 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 ơi Pi Long ơi. Phép nhập môn tính tẩu ai hay không thì cả thế gian này cũng không Pi Long ơi, ơi, ơi Pi Long ơi. Về đồng làm đế dân nên chức bảo mười phương độ trì tay dân nhang miệng niệm từ bi tâm tòa thiên thánh nay chính tâm cho đồng ý à, à. Thank you.
lòe, cơm lam một ống nước suối khe một bầu, có châm cài lóng lánh ngọc châu, trăng đánh gió mát bên lâu hoa ca, sương răng khói tỏa nhạt nhòa, sớm chơi sườn núi chiều ta mây trôi. Soi cho khu phố dân cường, soi cho Nam Việt bốn phương khai hoa, ngọn đúc tiền sáng tỏ gần xa, soi cho non nước nở hoa. Người Sơn Trang hôm nay giá ngự, giá kiêu kiều xinh quá là xinh. Người sinh cảnh cũng yêu tình, người sinh cảnh cũng nghe đông ninh khác thương. Tài chúa mới ban ra, thánh đức Phật độ đem qua đèn này, chúa ban cho tiền tốt đùa dày, bông độc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhật giang yêu, bông độc về nhiều năm ngoái năm xưa, thánh đồng còn khuya sớm thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm 14. Tới đâu đi tới đâu có đón bông hoa sao, trước đây bách điều sớm chiều cá vàng, tay cơi biển bạc rừng vàng, đem cho các nghề giàu sang đời đời, đem cho các nghề đời đời giàu sang. Thương ngày thương ngày thương ngày thành lộc chúa ban, dân anh chúa vừa cột ngoan đấy canh chỉ ra vào vui xin tay lộc ngạt ngào hoa hoa, từ đồng tây phố miệng ca về bãi dòng xa ê dòng mưa. Chưa vui về đây mua là về đây mua ca, trên sơn trang tôi linh hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh véo von chào mừng cất tiếng ca vang. Dốc cao sườn đồi kia là mùa
tay tiên hai hoa phù dung, đôi tay tiên hai hoa bật đào, kia là hoa cúc hoa quỳnh, hoa sói hoa nhài bông hoa nào cũng thơm, kia là hoa cúc hoa quỳnh, hoa sói hoa nhài bông hoa nào cũng tươi. Hay chắc hoa đem về rừng mâu độ cho đồng cúc đằng lục hà xã, độ cho thành đồng cầm đàn tính ngát vang núi rừng mỹ thu tiên khi dùng công phép chỉ phép nhiệt màu ta ghi giới pi non ơi sơn động chùa ngồi đàn hát ni a khi âm dương cúc nhạc điệu then danh thơm đừng lấy lưu truyền tiếng đồn vang khắp trong miền Lạng Sơn bị lòng ơi bị lòng ơi. Man lương đều thì cũng cùng nghĩ nhờ ơn bà cây đức mẹ vàng thành tâm giữ nghiệp ca đàn đòi hồn non nước suối ngàn thuở xưa bị lòng ơi bị lòng ơi. Cung phụng nghĩ ơi nhờ ơn bà cây đức vẻ vang thành tâm giữ nghiệp ca đàn gọi hồn non nước suối ngàn thuở xưa vì lòng ơi ơi sao nòng ơi hồi cung nhất bóng tôn quan cung thỉnh mời để nhất tôn quan lai lâm chắc dáng đền trung uy hùng lục chi thân thông tôn quan lục chi thần thông quyền thủ tam giới phi phong đi thép bầu đàn ra lên chầu thượng thiên đàn ra ngự lên chầu cầm ban sắc chỉ công đồng để nhất người ra uy
Đà Bút Kê Khai Thiền Nhãn, Đà Bút Kê Khai Cảm Phiền Chư Thương, Đạo Lai Đổ Trì Đà Sai Bình Bồ Bình Kỳ. Thiên Bình Bàn Ma Hằng Ngàn Kéo Phá Lịch Truyền Nhất Đội Bàn Cơ. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên Đức Quan Tâu đối chép biên, rõ ràng thế cho nhị vị trang sinh. Cửu Châu về vòng bay độ Việt Nam quốc thái dân an, thành ra hồi thái tử Đệ Tam phong tôn thần thái tử Đệ Tam. Giang biên dành ngân lai lá đôi đôi vầng hồng sáng dạng tòa Nam Ninh, con vua thủy quốc đồng đình đệ tam hoàng thái từ giáng sinh. Ý, ngôi đền rồng thank you.
thắp một tuần nhang long đành, thắp một tuần nhang nghi tấu về thì phù các ban các tòa tiền đình chốn đó diêm la. Tấu về thì phù vừa xa đồng đình vốn dòng chốn đó thủy cung. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên trình quan tam phủ chép biên tỏ tường về cho nhị vị trang sinh. Cửa nhà khăng khai phúc lai hạt sử tấu lên cúc mẫu linh từ. Cúc mẫu linh từ tấu lên cúc mẫu linh từ, hội đồng quan đơn trình tòa sơn trang trình lên ông lớn đệ tam. Đông
trải giang khê mạch rồng quan luôn lượn chiếu can khôn ví tựa cù lao địa linh giáng thế kỳ tài anh hùng xuất chúng dẹp loài xâm lăng thuần võ lược ai hàng giam xanh so văn tài trung trinh ai đang xích đằng cho trí lạnh giang uy linh ông lớn dậy vang khắp vùng tương mãnh hổ uy hùng khác lạ hình dung long bóng cả dương dương long đầu hổ đấu kỳ tường tượng đằng phú quý chữ vương hàng đầu gặp vật nước đương thời nguy biến cảnh điêu linh sóng cả sục sôi vương quan ra sức phù đời gươm thiêng xuất trận dẹp loài cuồng sâm trình giang biên dành ngân lai la đôi vầng hồng sáng dạng trần nam ninh người con vua thủy quốc đồng tình đệ tam hoàng thái tử giáng sinh ngôi đền rồng tay gồm vẹn đức tung dung hoa mạc bấm sinh thành từ chất nóc ngài con cung thỉnh mời quan lớn đệ tam phi phương diện mạo đoan trang ông khác thường hằng tâu đôi dưới thiên đình thủy phủ chân lạnh giang chi đủ bốn năm phương có phen tuần thú sông ngương trở về tỉnh bắc qua giang sông đục đầu cầu sông hát khi lên gành xuống thác vui chơi thuyền rồng chầm mái trèo bơi dọc ngang con lạnh đổi nơi ông đi về đền quan tan tiếng kêu vang long môn hồ phục thành bàn rất uy nghi hoa tức thì lâu đại điện cát dâng nước về thì cuộc một khi truyền quân lê ngọc lưu ly côn còn dựng nước phép thì không ai đa
thành ra.